Để các dây thép cho khung cầu thì trước tiên chúng ta sẽ đo dây thép. Chúng ta sẽ đo này. Thứ nhất là về độ dài của dây thép. Một lần này. Hai lần này. Ba lần này. Và chúng ta sẽ lấy dài hơn 3 lần xà cầu một chút. Khoảng một đoạn. Dài hơn 3 lần. Sau đó ta sẽ luồn dây thép theo các lỗ đã được đục sẵn ở trên khung cầu. Trước tiên là chúng ta sẽ thực hiện là buộc một cái đầu chặt một đầu này lại. Sau đó ta sẽ tiến hành rút cho thật căng. Và như vậy là ta đã giữ được một cái đường thứ nhất. Tiến hành rút thứ hai một con mạnh để giữ chắc. Và cuối cùng là chúng ta rút cái dây thứ ba. Vậy là xong. Và ta có thể quấn một lần cho chắc. Thì thông thường chúng ta lấy 3 lần của cái xà cầu trên và dài hơn một chút là chúng ta rất thoải mái trong việc chúng ta thực hiện. Sau khi xong thì chúng ta đã có thể sử dụng để gắn chân tàu được rồi. Đấy, chúng ta đảm bảo này căng này. Căng như dây đàn. Như thế là đảm bảo. Ở đây thì cái phần thừa của chúng ta nó hơi dài hơn một chút. Tuy nhiên để có thể co được căng thì chúng ta phải để thừa như vậy. Nếu như ngắn quá ở cái đầu thì cái đường cuối cùng chúng ta sẽ co không được căng. Và như vậy hoàn thành và chúng ta đã có thể gắn chân tầng một khung cầu để cho ong xây tầng.